Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng lại đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, Đạo Hữu Thị Ân có gửi đến cho chúng tôi một câu hỏi, đó là làm thế nào để cho cái đời sống của vợ chồng cũng như con cái trong gia đình được êm ấm, thông hiểu nhau nhiều hơn và bớt đi tất cả những sự giận hờn ở trong đời sống để xây dựng nền tảng hạnh phúc và an lạc cho nhau. Thưa Đạo Hữu cũng như tất cả quý vị đang xem chương trình này, thông hiểu nhau là một trong những điều hết sức là tất yếu để xây dựng cái nền tảng cho gia đình an lạc và hạnh phúc. Hiểu nhau không có nghĩa là chúng ta chỉ hiểu trên cái phương diện hình thức, mẫu mã, kiểu cách ở bên ngoài, mà hiểu nhau ở đây có nghĩa là chúng ta cũng biết hết tất cả những cái gì mà ưu tư của người khác, những lo lắng, những trăn trở, và rồi căn cứ trên những điều đó chúng ta có thể giúp ích được gì cho cái người mà mình quan tâm kia. Có như thế thì tất cả những sự bất hòa bây giờ đây đã trở thành sự sẻ chia, trở thành sự cùng nhau gánh vác. Có một câu chuyện kể như thế này, có một lần nọ, có một anh chàng đi đến một cái cửa của một hàng rào khóa kín và anh ta cố sức để bẻ cái ổ khóa kia nhưng không thể nào bẻ được vì cái ổ khóa đó quá cứng, quá sức của mình. Vậy là có một em bé thấy anh ta đang cố sức để bẻ cái ổ khóa như thế đó thì cầm cái chìa khóa đem xuống, đưa cho anh ta và nói rằng đây là cái chìa khóa, anh có thể mở và đi vào một cách rất là nhẹ nhàng. Thế thì anh này lấy cái chìa khóa và mở cái ổ khóa ra. Anh ta chỉ dùng hai ngón tay thôi để rồi mở cái ổ khóa kia mà không hề dùng cái sức mạnh của mình như trước đây nữa. Thế thì cái chìa khóa đó tuy là nó nhỏ nhưng mà nó đi vào ở bên trong thâm sâu ở phía trong cái ổ khóa. Cũng giống như là những cái tư tưởng tình cảm hay là những điều quan tâm hiểu biết của chúng ta đây đối với một người nào đó trong cuộc đời này, chúng ta cần phải hiểu từ ở bên trong thâm sâu của họ, thì lúc bấy giờ đây chúng ta rất dễ dàng để có thể cởi mở ra hết tất cả những cái phiền muộn âu lo hay là xóa bỏ cái ranh giới giữa sự khác biệt người này với người kia trong cuộc sống. Và nhờ như thế chúng ta có được giá trị an lạc và hạnh phúc để xây đắp cho đời sống của mình và người kia. Đồng thời trong cuộc đời này chúng ta đừng bắt ai phải có trách nhiệm và bổn phận phải am hiểu, phải chăm lo cho mình. Bởi vì trên căn bản mọi người đều có quyền tự do, và cái quyền tự do căn bản nhất đó là quyền không bị áp chế bởi bất cứ một người nào khác. Thế thì khi muốn một người nào đó hiểu mình, không phải là chúng ta bắt buộc người kia phải hiểu, mà chúng ta cần phải sẻ chia. Phải sẻ chia hết tất cả những gì mà chúng ta suy tư nghĩ ngợi để người kia có thể biết mà đáp ứng cho ta. Và tương tự như thế, cứ mỗi ngày chúng ta cho em bé một viên kẹo, hết ngày này tới ngày khác cho đến một ngày nọ chúng ta hết kẹo rồi, em bé đến xin mình không cho nữa, thì lúc bấy giờ đây em bé đó thay vì cảm ơn mình vì đã cho mình hết kẹo, em bé đó lại trách mình, lại buồn mình vì mình không cho kẹo nữa. Vậy thì trong cuộc đời này cũng tương tự như thế. Thứ nhất, chúng ta đừng tạo cho người khác, biến họ trở thành trách nhiệm và bổn phận phải chăm lo cho đời sống an lạc và hạnh phúc của ta. Thứ hai là nếu ai đó đã chăm lo và chăm sóc cho mình một lúc nào đó trong đời sống này thì hãy nghĩ được rằng đó là tình thương của người kia muốn giúp chúng ta, chứ đừng nghĩ đó là trách nhiệm và bổn phận của một ai hết để rồi từ đó mà chúng ta nâng niu giá trị của cuộc sống này. Vì thế mà để có một cuộc sống được an lạc và hạnh phúc thì sự am hiểu lẫn nhau từ ở bên trong lẫn ở bên ngoài là điều tất yếu và cần thiết nhất. Cầu mong tất cả quý vị bỏ bớt đi những sự dị biệt của cá nhân mình. Đó chính là cái tính ích kỷ, nhỏ mọn, chỉ nghĩ đến bản thân mà không nghĩ tới những người phát tâm để sống chung với ta trong cuộc sống. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình này. Cầu chúc đại chúng luôn an lành và thanh thản trong từng khoảnh khắc của cuộc sống. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.